thái độ gì vậy? Chị đi đi. Chia tay và trả hàng cho anh đi. Không trả thì sao? Rớt bánh xe, quay clip thanh toán nè. Yo, anh ngày đạp trái nhà chờ lớn, hàng ngày vẫn đạp xe xích lô, nhưng mua cho em thì không tiếc. Em này người Tây mặc thì cay, hàng là nhận rồi không bỏ ra, cho anh xin đi này em yêu. Anh đi trao cho em mọi thứ, cho em luôn cả chứng từ, cho em mà chưa cần thanh toán. Vì anh ngay khi yêu em thì trao cho em con tim chúng tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này, giờ anh cho em, anh chưa đòi tiền. Yêu em nên anh chưa đòi liền. Chia tay anh đây đòi lại liền. Thu chân anh đây nhờ đòi tiền. Thằng kia ra đường thì mình ta làm việc, thanh toán không cần lo tin em. Gửi chứng từ tới tay, nay chia tay để đến nhà tôi đợi lại. Anh chơi như thế hơi bị hiền, giờ đi đòi chỉ có nước lên tiền. Sao không biết giữ chứng từ đòi tiền, lúc chia tay anh sẽ không bị phiền. Tôi biết hay không đâu được, tôi cũng chả bị sao. Còn chi phí bên tôi vẫn có nên tiền anh vẫn bị hao. Giờ ngồi tức chủng chỉ đổ thêm đâu. Thôi thì anh cứ lục URC theo thế nào. Thu nhà nè là thu nhà nè, vòng áo khoác còn thêm đôi giày, xe hơi nè, hộp sàn nè. Em không trả vì nhờ chưa không cho em, anh chưa đòi tiền. Yêu em nên anh chưa đòi liền. Chia tay anh đây đòi lại liền. Thu chân anh đây nhà đòi tiền. Khi giao hai anh khoác trong tờ giấy, lúc trước đã nói khi giao em, anh giao luôn hàng với giấy. Bao năm trôi qua và tờ giấy anh trao em đã đi không về. Em ơi trả anh đi mà. Khi giao bị eo không giao cùng hàng, đưa money đi rồi nhận hàng. Anh yêu anh đây nhờ bạn đòi. Chia tay anh đây đòi lại hàng. Mà anh đi đâu mà chị đòi lại sao? Chào mấy bạn, nãy giờ xem clip anh không đòi hàng version FTU 2, có ai phát hiện chúng mình đang muốn nhắc đến phương thức thanh toán nào không nhỉ? Đúng rồi đấy, đó chính là nhờ thu. Nhờ thu trơn, thì quy trình của nó là thế này. Người xuất khẩu sau khi giao hàng và rất thông minh gửi luôn cả chứng từ thương mại cho người nhập khẩu. Sau đó, anh ta hí hửng đến ngân hàng Remittingbank nhờ thu các chứng từ tài chính như là hối phiếu đòi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc thanh toán, hóa đơn thu tiền, các chứng từ có giá khác. Không quên một đơn xin nhờ thu nhé. Ngân hàng chuyển chứng từ tài chính và lệnh nhờ thu cho người xuất khẩu cho một ngân hàng đại lý là Collectingbank ở nước nhà nhập khẩu và yêu cầu anh ta thanh toán hay chấp nhận thanh toán. Ôi, mà đời thì không như là mơ, mà tình thì không như là thơ. Tất nhiên, việc trả tiền hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của người mua rồi. Ha ha ha, mất luôn 2 triệu tiền hao quả. Phương pháp này không đảm bảo quyền lợi cho nhà xuất khẩu vì việc nhận hàng hoàn toàn tách rời khỏi khâu thanh toán. Cho nên, người nhập khẩu có thể đi nhận hàng mà không trả tiền hoặc trả tiền chậm trễ. Vì vậy, nhờ thu trơn chỉ được áp dụng trong trường hợp người xuất khẩu và người nhập khẩu đã là bạn hàng lâu năm, ăn nằm
với nhau, ta tin tưởng lẫn nhau, hoặc những giao dịch như là nhờ thu tiền điện, tiền nước, bảo hiểm, nhờ thu cổ tức, bởi chúng có đặc điểm là người trả tiền phải sử dụng dịch vụ trước rồi mới trả tiền. Quay lại từ đầu, nếu như nhà xuất khẩu sử dụng phương thức nhờ thu kèm chứng từ thì mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Gửi lại bộ chứng từ thương mại sau khi gửi hàng, sau đó đến ngân hàng nhờ thu chứng từ tài chính nếu có và kèm chứng từ thương mại, rồi ngân hàng này lại chuyển sang ngân hàng kia, nhà nhập khẩu mà không chịu thanh toán hay không chấp nhận thanh toán thì miễn lấy cái vụ nhận hàng nhé. Phương thức này bảo vệ được quyền lợi cho nhà xuất khẩu nhiều hơn và giảm rủi ro hơn. Nhìn chung thì trong nhờ thu, ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc có thu được tiền hay không, cũng như không chịu trách nhiệm về hàng hóa. Trả tiền thì họ vui vẻ làm vậy thôi, nhưng tốt nhất để đời gần như là mơ thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn phương thức thanh toán nhờ thu các bạn nhé. Ăn mua lê, thanh toán quốc tế. Mình là người quay phim.